Xin chào các bác. Các bạn đang xem video được phát trên kênh Tuấn HD Xe Đạp Thể Thao. Hôm nay là buổi chiều ngày 25 tháng 2 năm 2023. Em mới về được một chiếc xe dòng Touring, một chiếc xe tay ngang mang thương hiệu Cannondale, một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Chiếc xe này là có mã là Cannondale Quick. Và sau đây thì em sẽ đi một vòng xung quanh chiếc xe để cho các bác cùng ngắm về chiếc Cannondale này các bác nhé. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết và ở đầu video thì em cũng giới thiệu luôn, em có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương và trên kia là số điện thoại của em. Bác nào mà quan tâm đến những chiếc xe đạp thể thao thì có thể alo trực tiếp cho em hoặc là các bác kết bạn Zalo, em sẽ tư vấn cho các bác chi tiết hơn các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào chiếc xe. Xe thì được trang bị khung là khung nhôm siêu nhẹ, khung nhôm độc quyền của Cannondale và càng trước là càng carbon. Đó. Nhôm của Cannondale thì là nó mệnh danh là ông vua của các dòng xe nhôm, bởi vì chất liệu nhôm của Cannondale rất là tốt. Những cái chiếc xe nhôm Cannondale thì cái trọng lượng của nó thường là còn nhẹ hơn cả là những chiếc xe carbon trên thị trường thôi nhá. Đó, công nghệ nhôm của Cannondale cực kỳ là tiên tiến. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe. Đầu tiên em sẽ đi vào đầu xe phía bên phải là phần tay nắm cao su bên phải của xe, là tay nắm zin của Cannondale. Đó. Bác nhìn cái logo vòng chữ Q, đó là viết tắt của Quick, là tên đời xe. Và đây là tay nắm zin của xe các bác nhé. Tay nắm zin thì có dòng chữ Cannondale ở trên tay là tay nắm. Tay nắm cao su thiết kế kiểu này người ta gọi là kiểu công thái học. Công thái học là cầm nắm rất là thoải mái, đệm tì tay các thứ. Đó. Cầm nắm rất thoải mái các bác nhé, rất êm. Tay nắm cao su zin. Đây là phần tay phanh và tay bấm xả phía bên phải. Tay bấm xả 10 tốc độ của Tiagra. Rất là mới luôn các bác nhá. Đó. Tay bấm xả 10 tốc độ tương đương với phía sau là 10 tầng líp. Và tay phanh là tay phanh của Techo và tay phanh được làm bằng carbon các bác nhá. Rất là xịn luôn. Tay phanh carbon. Đẹp lắm các bạn. Các bạn nhìn vân carbon này. Đây là phần tay lái ghi đông và pô tăng. Ghi đông pô tăng là ghi đông pô tăng zin của Cannondale. Ghi đông pô tăng zin của Cannondale rất là đẹp luôn. Ghi đông pô tăng nhôm của Cannondale các bác nhé. Pô tăng này, các bác nhìn cái phần nắp chụp ở trên đầu nó cũng có dòng chữ Cannondale ở trên. Chén cổ cũng là chén cổ zin, có dòng chữ Quick. Dòng chữ Quick ở trên chén cổ đây. Dây phanh dây đẩy các thứ rất là mới. Và đây là phần tay lái bên trái của xe. Tay nắm cao su zin Quick. Các bạn nhìn thấy cao su nó rất là mềm nhá. Cầm rất là sướng, rất là đầm tay, rất là êm. Phần tay bấm xả phía bên trái thì gồm hai double. Double tức là hai cấp độ tương đương với hai tầng đĩa. Hai tầng đĩa, xe chạy với hai tầng đĩa. Shimano Tiagra. Và tay phanh bên trái cũng là tay phanh carbon của Techo. Cực kỳ đẹp luôn, không một vết xước các bác nhé. Đẹp lắm các bạn ạ. Vừa rồi em sẽ đi vào phần tay lái của xe và bây giờ là phần đầu xe. Đầu xe thì sẽ có logo của Cannondale. Logo được sơn trực tiếp ở trên phần đầu. Các bác nhìn cái mối hàn của nó này, mối hàn vảy cá rất là đẹp. Và chiếc xe này rất là đặc biệt bởi vì nó không được sơn phủ lên trên lớp nhôm mà người ta chỉ phủ một lớp nano. Không sơn màu các bác nhé, nó không sơn màu mà người ta chỉ phủ một lớp nano lên trên cái
lớp nhôm, các bác nhìn này. Đó. Nhìn rất là đẹp. Lát em sẽ quay cái phần khung sườn sau. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần phía đầu xe trước. Đầu xe thì có cụm phanh V của Canon Đeo, được hãng sản xuất bởi hãng Promax, một hãng rất là nổi tiếng. Đấy, tên thương hiệu được in ở trên cụm phanh đây. Cụm phanh V bằng nhôm đúc nguyên khối và được phay CNC. Các bác nhìn đường nét này, lộ ra cái phần nhôm bên trong rất là đẹp nhé. Đó, sẽ quay bên này. Nhôm đúc nguyên khối và phay CNC. Rất là đẹp. Đồng bộ của Canon Đeo luôn các bác nhé. Phần càng xe thì là cũng là càng carbon. Càng carbon vân rất là đẹp. Đây các bác nhìn, chỉ bị bụi này, bụi bẩn này. Nước sơn rất là sáng đẹp. Lộ vân carbon rất là hay các bác nhé. Vân carbon vân đá này các bác nhìn này. Đó. Tên thương hiệu Quick được in sơn trực tiếp lên trên càng. Càng bên trái cũng vậy các bác nhé. Càng bên trái của xe này rất là đẹp, long lanh không biết xước. Và cái màu sơn màu đỏ này rất là nhìn trông rất là tươi. Các bác nhìn này, màu sơn cực kỳ đẹp luôn. Dòng chữ Quick màu trắng ở phía bên càng trái. Có tem cảnh báo của hãng. Đây là phần bánh. Xe thì được trang bị cặp bánh zin của hãng. Và có dòng chữ Quick ở trên phần Meyer. Các bác có thể nhìn thấy cặp bánh của hãng luôn. Đó. Dòng chữ Quick là tên đời xe được in ở trên phần Meyer phía trước. Bánh thì sử dụng căm đôi, căm đi đôi và là căm dẹt nhé các bác nhé. Căm đôi, căm dẹt, nhìn rất là thể thao, cực kỳ hầm hố luôn. Đó. Quay chi tiết cặp bánh cho các bác xem. Lốp của xe là lốp Paradiser, lốp made in Japan. Lốp này là lốp 700 nhân để kiểm tra cái thông số lốp. Em đang kiểm tra xem nó người ta ghi cái thông số lốp ở chỗ nào nhỉ? Đây, có cả chữ Nhật nguyên này bạn này. Đó. Chữ Nhật nhé. Chắc có lẽ ở bên này. Lốp là lốp 700x28 các bạn. Lốp 700x28, lốp thì rất là mới, Paradiser. Cái cặp lốp nó dày như thế này dùng thì không biết đến bao giờ nó mới hỏng. Made in Japan các bạn nhé. Made in Japan. Lốp 700x28C. Em sẽ quay thật chi tiết. Các bác nhìn nếu mà bị khuất ở chỗ nào thì các bác có thể nhắn tin cho em qua Zalo. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Đây. Căm đi đôi và căm dẹt nhìn rất là thể thao, rất là khỏe khoắn. Các bác nhìn xa nhìn thấy cặp bánh nó đan nhìn rất là hay, rất là chất luôn các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào phần khung sườn của xe. Khung sườn thì cái phần dây bên trên người ta sẽ đi âm và dây dưới thì sẽ đi dương ở bên dưới gầm. Em sẽ quay chi tiết vào cái màu sơn của chiếc xe cho các bác xem. Đây là cái màu sơn nguyên bản của nhôm và người ta chỉ phủ một lớp nano bóng ở bên ngoài thôi các bác nhé. Người ta vẫn giữ được cái màu sơn, giữ được cái màu nhôm thì rất là hay, rất là đẹp. Chỉ có những cái dòng chữ này là người ta được sơn bằng chữ bằng màu này. Đó, dòng chữ Canon Đeo ở trên sóng chéo. Đây là dòng đứng của xe. Size của xe là size M các bác nhé, size M. Cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ quay thật chi tiết trước này.
Chiếc xe này đúng là một chiếc xe quá VIP. Đây là phần càng sau. Màu nhôm nguyên bản các bác nhé, màu nhôm nguyên bản rất là hay. Cụm phanh sau cũng là cụm phanh zin của hãng, cụm phanh Cannondale được sản xuất bởi Promax, một hãng chuyên sản xuất phụ kiện xe đạp rất nổi tiếng. Nhôm là nhôm đúc nguyên khối và phay CNC. Phần trên là phần khóa cọc yên, thiết kế rất là đặc biệt, rất là hay. Ngồi một cái cục lên đây, cọc yên là cọc yên của hãng Cannondale. Yên xe thì sử dụng yên SDG, một thương hiệu cũng là của thương hiệu của Mỹ, thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Và cái phần xung quanh yên thì là người ta được thiết kế là bằng vải các bác nhé, bằng vải, nên là các bác không lo khi mà mình dựa xe vào tường hay là các bị va chạm thì nó không lo bị sờn rách ở xung quanh. Yên thì rất là mới. SDG, một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Sẽ đi vào cái phần vành bánh phía sau. Vành bánh phía sau thì cũng đồng bộ như vành bánh trước các bác nhé. Cũng là cặp vành và chạy Mayer của Cannondale. Cannondale và tên thương hiệu Quick thì cũng được in trực tiếp vào cái phần Mayer phía sau. Đó, Quick. Vẫn chạy cam đôi và là cam dẹt. Cam dẹt các bác nhé. Rất đẹp. Cặp bánh này phải quay xa thì các bác mới nhìn thấy hết kia vẻ đẹp của nó. Rất đẹp luôn. Đây là phần bộ chuyển động của xe. Thì vừa nãy em đã quay là phần tay bấm xả của xe là Tiagra. Và đây là phần sang đĩa cũng là của Tiagra. Phần sang đĩa của Tiagra. Và phần đùi đĩa là đùi đĩa FSA. FSA. Đùi FSA. Đĩa FSA. Đĩa chạy đĩa 50-34. Nó tương đương với những cái dòng xe đua bây giờ các bác nhé. Chạy cấu hình của xe đua luôn. À, trục cốt rỗng. Phần cùi đè sau thì sử dụng người ta đã nâng cấp lên phần cùi đè của Shimano 105. Cùi đè rất là mới, không một vết xước này. Chỉ bụi bẩn nữa các bác nhé. Một chiếc xe rất là hoàn hảo luôn. Và líp thì là 10 tầng líp thả của Shimano. Chạy cấu hình của xe đua luôn rồi. Bây giờ em sẽ đi vào phần phía bên trái của xe. Đây là phần bên trái. Khung càng rất đẹp. Trên cái phần chén cổ có dòng chữ Quick và thương hiệu Cannondale. Chiếc xe zin toàn bộ. Sơn rất là đẹp các bác nhé, không có vết xước sát nào trên khung cả. Công nghệ nhôm của Cannondale quá đỉnh, đẳng cấp. Đây là tem của hãng ạ. Đây là phần đùi bên trái của xe, đùi FSA. Và cái pedal là pedal có sẵn theo xe luôn các bác nhé. Pedal có sẵn theo xe từ Nhật. Và nó cũng là đồng bộ của xe luôn. Đó, các bác nhìn là tên thương hiệu này. Pedal Quick. Quick. Rất là hay nhé. Một chiếc xe zin toàn bộ.
đây là phần càng sau phía bên trái. Lốp phía sau cũng là lốp của Panaracer các bác nhé. Panaracer, một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, made in Japan. Lốp là lốp 728 và made in Japan luôn. Đây, cái phần sáng đĩa nó là cũng là của Tiagra Shimano Japan. Đùi là đùi 170 các bác nhá. Đùi 170. Tem của đùi đây, còn nguyên. Series. Mã code các thứ đầy đủ. Xe rất hay các bác nhé, cấu hình tương đương với những chiếc xe đua. Tay phanh thì tay phanh carbon, càng carbon rất là đẹp. Vừa rồi thì em đã quay chi tiết chiếc Canon Đeo Quick, một chiếc xe zin và rất là đẹp. Xe là xe chính hãng, được xách tay từ thị trường Nhật về Việt Nam. Các nào mà quan tâm chiếc Canon Đeo này thì có thể nhấc máy alo cho em qua số điện thoại trên màn hình các bác nhé. Số điện thoại của em thì có đăng ký cả Zalo. Các bác nhớ là phải nhanh tay các bác nhé, bởi vì là rất nhiều bác quan tâm đến những cái dòng sản phẩm của Canon Đeo, bởi vì chất lượng Canon Đeo rất là tốt. Và đợt này thì em rất hay nhập hàng của Canon Đeo về để phục vụ các bác. Rất nhiều bác quan tâm, nhưng mà nhiều bác cứ bảo là tại sao xe đang lên mà lại bán nhanh vậy, bởi vì là cái nhu cầu thì của các bác thì rất là đông, nhưng mà cái số lượng xe nó về thì nó rất là hạn chế, nên là các bác phải nhanh tay các bác nhé. Đó, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Màu sơn là màu nhôm nguyên bản của nhôm và chỉ sơn phủ bóng nano lên thôi, chứ không có sơn phủ lớp sơn ngoài. Rất đẹp, rất đặc biệt. Bác nào mà quan tâm đến chiếc Canon Đeo Quick này thì có thể nhấc máy alo cho em. Và video của em hôm nay thì xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt các bác.